Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Thìn tháng Ất Mùi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trận, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình, giờ Kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại lâm mộc ngày mậu thìn tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm đại lâm mộc kỵ tuổi nhâm tuất bính tuất ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ đặc biệt là tuổi canh ngọ mậu thân bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tí và thân thành thủy cục, xung với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh tuất, bính tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi kỵ xỉu, quý xỉu, tân mão, tân dậu. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên mã, hay còn gọi là sao lộc mã, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng, cầu tài lộc, sao phổ hộ hay còn gọi là sao hội hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, sáu mọi việc, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao bạch hổ, kỵ về an táng, sao ngũ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày. Hỷ thần hướng Đông Nam, tài thần hướng chính Bắc. Và theo khẩu minh, hôm nay là ngày bạch hộ đầu, tốt, xuất hành, cầu tài lộc đều được, đi đâu, làm gì đều được thông đạt. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này mang tới mối nhân duyên tốt đẹp đến cho bạn tuổi tý trong ngày hôm nay khi bạn đã biết mở rộng lòng mình với mọi người đối với những bạn đang còn độc thân sẽ có được cơ hội được bày tỏ tình cảm hứa hẹn sẽ là điểm bắt đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp nữa và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi tý lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cái điều này mang lại ánh sáng để cho bạn tuổi tý có được sự tích cực tràn đầy năng lượng để cho bạn thực hiện những nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Nhờ đó mà mọi việc trở nên ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được những lời khiên từ đồng nghiệp hoặc là cấp trên nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, cái điều này cho thấy những việc liên quan tới tiền bạc, nhất là về khoản đầu tư không rõ ràng, bạn mệnh càng cần phải cẩn trọng cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo hoặc là tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Nhờ thế mà bạn có thể đưa ra được những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc về sau này. Vài từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, tình cảm của bạn và người ấy ngày càng được cải thiện. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, suy nghĩ cực đoan khi gặp phải những khó khăn. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, không nên nhụt trí từ bỏ một cách quá dễ dàng, từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ. Có người khác phái để ý, quan tâm tới bạn, từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, hãy cứ tự tin, bạn sẽ rạng rỡ hơn. về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu xám màu nâu quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi ngọ Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất Sửu Mùi. Cái điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn đang có cảm giác hồ nghi những quyết định mà mình đã đưa ra thì bạn hãy cho mình có thời gian để ngồi lại, tự xem xét lại mọi việc và đưa ra những kết luận cho riêng mình trước khi có sự lựa chọn tiếp theo cho mình bạn tuổi Sửu nhé sự nhẫn nại, kiên trì của bạn tuổi Sửu trong khoảng thời gian vừa qua đã đến lúc bắt đầu có kết quả giúp cho bạn tăng thêm thu nhập, dần ổn định cuộc sống nữa rồi. Cho dù bản thân có vất vả một chút, nhưng luôn cảm thấy vui vẻ và nhiều năng lượng khi có được tiền về tay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn mệnh khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu đi tinh thần làm việc và bạn cần phải nên nghỉ ngơi sớm và cố gắng có một giấc ngủ sâu vào ngày hôm nay bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim không nên hành động nông nổi thiêu cảm hứng nhất thời tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy hãy tin tưởng với những quyết định của mình tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa hãy cân nhắc với những lời khuyên của người khác tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đừng có nghỉ ngơi sớm quá bạn cần phải tập trung để xử lý những công việc đang còn tồn động tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tín ngưỡng là điều quan trọng, dễ dẫn lối cho bạn tới thành công. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hội sẽ giúp cho bạn tuổi dần có được sự cải thiện mối quan hệ xung quanh mình. Tuy nhiên, bạn đừng quên rằng không phải ai cũng chung nhịp bước với bạn. Bạn cần phải có sự dung hòa cần thiết với mọi người. Ngày thứ hai này với bạn tuổi dần, làm chủ mọi tình huống và có được sự chủ động riêng của mình là lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn trong ngày hôm nay khi trong ngày đang có tỷ kim chiếu mệnh. Bạn đừng có để cho bất cứ ai vì bất cứ lý do gì mà chế ngự hay là gây sức ép cho bạn. Nếu không, bạn sẽ khó có thể tiến hành mọi công việc một cách nhanh chóng và đạt hiệu quả được. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có mộc thổ sung khắc, Cái điều này sẽ ảnh hưởng không tốt tới vấn đề tiền bạc của bạn mệnh trong ngày hôm nay. Nếu như bạn có kế hoạch về đầu tư mua sắm gì trong ngày hôm nay thì cũng nên thận trọng bạn tuổi dần nhé. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, người tính không bằng trời tính, hãy để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, có những người nói xấu sau lưng bạn trong ngày hôm nay tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ thị phi chỉ có thể tác động đến bạn khi bạn suy nghĩ tiêu cực tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc biết giúp đỡ nhiều người khác trong cuộc đời này sẽ trở nên hanh thông với công việc của bạn tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đừng có vội tin những nhận xét tiêu cực của ai đó vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mạo đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mạo thìn tương hại cái điều này sẽ khiến cho các vấn đề cảm xúc của bạn tuổi mạo trong ngày hôm nay trở thành thách thức đối với bạn và may mắn thay bạn lại có được gia đình ở bên họ sẵn lòng chia sẻ với bạn hỗ trợ cho bạn nhờ thế mà những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn rất chi là nhiều trong ngày thứ hai này với bạn tuổi mão á, lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này nhắc nhở bạn tuổi mão đừng cố trối buộc mình với những trách nhiệm bổn phận ngày hôm nay nếu bạn muốn có được những phút giây rảnh rang và vui vẻ bạn cần phải gạt bỏ những muộn phiền âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lô âu ấy sẽ được xoa dịu đi mà thôi Ngày thứ hai này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc làm cho bạn đang có thể vướng phải những vấn đề liên quan tới tiền bạc khiến cho bạn mệnh có sự buồn phiền, sợ tuyết, ảnh hưởng tới sức khỏe. Và nếu như bạn cần, bạn nên xin sự trợ giúp của những người xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề mà mình đang gặp phải. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, khuôn mặt đã tiết lộ hết các điểm yếu của bạn. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, chi tiêu tiết kiệm dù hôm nay bạn có nhiều tiền hay là không. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, không nên chia giấu cảm xúc của mình. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, nhắc nhở bản thân để hiểu rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim không nên có những đánh giá vội vàng và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi ngọ từ vị tuổi Thìn. Thứ hai, ngày 19 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình. Cái điều này làm cho bạn đang có những suy tư, nhất là với những hồi ức trong quá khứ trở về quấy rầy bạn ở hiện tại với bà tử thìn nên tỉnh táo nhìn nhận rằng cuộc sống của bạn chỉ tươi vui hơn khi bạn tin tưởng vào tương lai mà thôi những gì đã xảy ra trong quá khứ hãy cứ để cho chúng qua đi Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, đưa tới cho bạn có được vận may liên quan tới tiền bạc một cách bất ngờ. Nhưng thay vì bạn nghĩ về việc mua sắm thì bạn nên thanh toán các khoản nợ trước cái đã, vì khi đó bạn mới có cảm giác yên tâm, thoải mái nhất, làm mọi việc cũng được hanh thông hơn. Ngày thứ hai này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, làm cho bạn cũng đang có điểm báo. Bạn mạnh thường có cảm giác mệt mỏi, có thể là có quá nhiều công việc phải xử lý trong ngày hôm nay, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Và dù sao đi nữa, bạn cũng đừng có dồn những sự căng thẳng, bực dọc lên người khác. Họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn của mình đâu bạn tuổi thìn nhé vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa sẽ rơi vào việc suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ suy nghĩ cảm tính khiến cho bạn dễ đánh giá sai từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đừng quá tin tưởng vào lời khuyên của ai đó từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim chớ nên hình tượng quá ai đó bạn sẽ thất vọng từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hãy thử tin tưởng vào người ấy thêm một lần nữa xem sao và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu xám màu trắng quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi tý Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần ghé thăm cho thấy những lời khiên, sự ghi nhận của những người xung quanh dành cho bạn trong ngày hôm nay khiến cho bạn tâm trạng rất tốt. Bạn tuổi tỵ cũng nhờ như vậy. Bạn có thêm được sự tự tin khi giải quyết mọi công việc Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có được một ngày à, thứ hai vô cùng là hiệu quả bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này sẽ hỗ trợ cho bà tuổi tỵ cải thiện được những khó khăn về tình hình tài chính hiện tại có thể sẽ có người giúp đỡ cho bạn có được thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống mặt khác bạn mệnh thời gian này nỗ lực không ít cho nên bạn cũng cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình. Ngày này, xem tử vi cho thấy, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, những lựa chọn của bạn được khen ngợi trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ gặp được quý nhân, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, hãy nắm bắt cơ hội đang xuất hiện trước mắt mình ngày hôm nay. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, thể hiện khả năng để khẳng định giá trị của bản thân. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy có được cơ hội thăng tín trong sự nghiệp. Vài đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn Tứ Ngọ cho chúng ta thấy là sự nhận nại quả thực là một yêu cầu cần phải có với bạn Tứ Ngọ trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Bạn đừng có vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào cho đến khi bạn thực sự hiểu rõ vấn đề và biết mình cần phải làm gì. Nếu bạn thiếu đi sự chủ động, bạn sẽ vô cùng bất ngờ với những thay đổi một cách chóng mặt diễn ra nữa. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tử ngọ, lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy, dù bạn ở trong hoàn cảnh, tình thế như thế nào, thì bạn cũng luôn có những suy nghĩ vô cùng là tích cực. Và chính nhờ thế mà bạn đã thu hút được sự chú ý của những nhân vật đặc biệt cũng như là sự đánh giá cao từ phía họ. Nhờ đó mà bạn quên đi hết các khó khăn mà bản thân bạn đang phải đối mặt ngày hôm nay. Và xem từ vi cho thấy hôm nay là ngày mà bạn cần phải kiên cự những công việc như là chôn cất, cưới gã, xây cất, trộ cửa, gắn cửa, các vụ việc làm thủy lợi. Nếu như xuất hành đi xa, bạn cần phải chú ý xuất hành vào giờ tốt và chọn những hướng xuất hành tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc để tăng thêm sự may mắn, hạn chế những rủi ro xảy ra với mình bạn tuổi ngọ nhé. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tính tình hiếu thắng, không chịu được những lời kích bác. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, quyết định nóng vội, dễ mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, thích được khen ngợi, không thích nghe những lời chê trách tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nếu phải đi xa thì nên chọn những giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đừng có bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh vì bạn sẽ bị thiệt đó nhé vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài ghé thăm cũng là lúc tài lộc họa cửa gia đình nhà bạn. Bạn hãy đón nhận mọi thứ bằng trái tim rộng mở, bạn sẽ không biết mình đạt được những gì trong ngày hôm nay. Và hôm nay, việc làm ăn, kinh doanh của bạn cũng được hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi, lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi mùi, bạn mệnh. Bạn nên ưu tiên việc nghỉ ngơi, cân bằng lại cuộc sống để tránh làm việc quá sức ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Bạn nên sắp xếp lại thời gian và tối ưu lại công việc của mình đi bạn tuổi mùi nhé. Ngày này, xem tử vi cho thấy thiêu hải thượng là ông. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này, nhân thần ở phía trong thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Vì vậy, bạn mệnh cần phải lưu ý tránh mọi sự tác động, tổn thương, va chạm, mổ xỉa, chầm trích ở các vị trí này trong ngày hôm nay về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim vượng vận về đào hoa hãy mở rộng lòng mình hơn với những người tiếp cận mình. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy đừng có mơ mộng quá bạn sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa sự nóng nảy sẽ khiến cho bạn mang họa vào thân. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc cố gắng quyết tâm vì mục tiêu của bản thân mình đã đặt ra. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là bà tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này mang tới tin vui về tình cảm cho bạn tuổi thân trong ngày hôm nay có thể đó là tin cưới hỏi hoặc là bầu bí hoặc đơn giản là bạn mệnh được nhận quà từ người mà bạn yêu thương. Tình yêu của những cặp đôi cũng đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, hạnh phúc đong đầy trong tim. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, làm cho bạn đang có điểm báo công việc hiện tại của bạn có thể đem đến cho bản thân khá nhiều những căng thẳng, mệt mỏi. Vậy thì tốt nhất là bạn nên cho bản thân mình được nghỉ ngơi một chút. Bạn sẽ thấy rằng nhờ thế mà tinh thần của bạn được xoa dịu thay vì quá lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng có ngày hôm nay. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng, dự báo cho bạn mệnh đang có được tiền bạc về đầy tay. Có thể đó là vì bạn vừa nhận được lương, được thưởng, tiền bạc rụng rỉnh, nhưng bạn cũng đừng có vội chi tiêu hoang phí, mọi việc đều cần phải có kế hoạch, nhất là với những món đồ xa xỉ, đắt tiền về tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy khẳng định được ưu thế của mình trong công việc tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa biết lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên mở rộng mối quan hệ không nên khép mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim hiểu lầm nửa kia đôi bên cần phải bình tĩnh trò chuyện với nhau và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu vàng màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thìn từ vi tuổi giàu thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi giàu cho chúng ta thấy là nhờ có ngũ hành lục hợp chia chở mà bạn tuổi giàu có được cơ hội để hóa giải một mối quan hệ căng thẳng trước đó không những thế có người còn nhận được sự hỗ trợ từ người thân bao căng thẳng mệt mỏi của bạn đã được hóa giải ngày này với bà tuổi dậu lại đang gặp được ngày có chính quan hỗ trợ cho công việc cũng như là các khía cạnh khác của cuộc sống thêm phần được thuận lợi hơn có những người đón nhận tin vui khi thi đỏ đạt được kết quả như ý giúp cho bạn hoàn thành được một phần kế hoạch của mình Ngày này, bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về tinh thần tốt cũng như là giúp cho bản mệnh cải thiện được sức khỏe một cách rõ rệt. Một số người bệnh có thể sẽ nhanh chóng hồi sức khi các suy nghĩ của bạn được thông tỏa. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy được nhiều người yêu mến vì thái độ hòa nhã, tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, yêu thương và giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc, tử vi tuổi kỵ dậu thuộc mệnh thổ. Có được sự ghi nhận mà bạn mong muốn, tử vi tuổi tan dậu thuộc mệnh mộc, bạn được xây dựng nhiều niềm tin mới, tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, hãy tự tin với những nhận định của bản thân mình về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi tốt thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi cái điều này sẽ khiến cho tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay dường như thiếu đi sự tích cực nhưng nếu như bạn cứ mãi như vậy thì sao bạn có thể có được những thành quả công việc giá trị được bạn hãy dành thời gian để sắp xếp tổ chức lại đời sống và có những bước đi tích cực hơn nữa cho những ngày tới của mình bạn tuổi tuất nhé. Và ngày hôm nay với bạn tuổi tuất, bạn rất dễ có được cơ may trúng thưởng hoặc là có được ai đó biếu quà tặng dưới sự chia chợ của thiên tài chiếu mệnh. Thế nhưng, bạn đừng có vì thế mà sa đà vào cờ bạc, tiền kiếm theo cách đó dễ đến, nhưng cũng dễ đi hơn bạn tưởng tượng nữa ngày này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn bệnh không được ổn định cho lắm. Ai đang mắc bệnh thì rất dễ tái phát và bạn nên tìm cách chữa trị tận gốc thì mới thực sự có hiệu quả bạn tuổi tuất nhé. Vai tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa chớ nóng nảy, trút giận lên đầu người khác. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên dễ dàng tin theo những lời của người khác. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc không nên nói về những vấn đề mà bạn cảm thấy mong lung tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim lắng nghe cảm xúc của chính bản thân mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy hãy xem lời ai đó như gió thoảng qua tai mà thôi vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu xanh lá, quý nhà phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn trợ mệnh cho nên với bạn tuổi hợi rất sáng tạo, bạn muốn chia sẻ những ý tưởng của mình với những người xung quanh và có được sự ủng hộ của họ, bất kể những ý tưởng của bạn đưa ra có một chút vẹn vong đi chăng nữa. Và bạn hãy làm những điều mà bạn mong muốn, chi ít thì nhờ thế mà tinh thần của bạn cũng có được sự tích cực hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này nhắc nhở bạn mạnh tuổi hợi sẽ phải trì hoãn một số quyết định quan trọng nào đó có lẽ vì bạn chưa đủ các thông tin cần thiết hoặc là dường như bạn chưa đủ quyết đoán với chính vấn đề mà mình đang gặp phải ai đó cũng có thể không hài lòng với điều này nhưng quan trọng nhất là sự thoải mái của chính bản thân bạn bạn đừng quên điều đó bạn tuổi hợi nhé Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 10 tháng 6 năm Tân Sửu, ngày này với bạn tuổi Hợi không nên trị bệnh ở đầu, do đó bạn mệnh cần phải lưu ý không nên tác động lên vị trí đó ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, có mối bận tâm từ những việc bạn đang suy tư rất nhiều. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, nhiều việc như ý mang lại cho bạn có được năng lượng sống tích cực. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hãy có trách nhiệm hơn với gia đình của mình từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim thử đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác xem sao từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy bạn nhận được sự tin tưởng từ bạn bè đồng nghiệp trong ngày hôm nay vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.